Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với Thú vị 102. Ở video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 5 loài động vật có khả năng phát điện. Một số động vật lạ trên thế giới có khả năng tự phát ra điện để chúng tự vệ hay tìm kiếm con mồi. Điều đặc biệt là khả năng kỳ lạ này không hề khiến chúng bị thương. Đầu tiên là cá trình điện. Cá trình điện hay còn gọi là lươn điện, sống ở vùng Amazon với đặc trưng là các cơ quan đặc biệt truyền phóng điện. Ngoài ra, loài động vật lạ này còn sử dụng sung điện yếu hơn để xác định vị trí của con mồi, tương tự cách định vị tiếng vang của rơi và cá heo. Một số con cá trình điện có thể dài 2,4m và nặng gần 23kg, lớn hơn nhiều so với con mồi của chúng dưới nước. Do đó, dòng điện với hiệu điện thế lên tới 650V được phóng ra có thể ít tác động đến chính loài cá này hơn so với con mồi. Tuy nhiên, khi không ở môi trường nước, một con cá trình điện có thể nhạy cảm hơn với sức mạnh của chính nó. Nhà nghiên cứu Jason Galen của Đại học bang Michigan, Mỹ từng nghe đến các trường hợp chúng có biểu hiện co giật khi bị kéo lên từ dưới nước. Nhiều khả năng dòng điện của chúng không dễ dàng biến mất qua không khí, mà thay vào đó di chuyển qua lớp da ướt và gây sốc hơn. Trên thực tế, các nhà khoa học chưa thực sự tìm ra nguyên nhân cá trình điện không chịu ảnh hưởng trước chính dòng điện của chúng phóng đi. Cá mũi voi. Cá mũi voi thuộc nhóm cá điện có nguồn gốc từ châu Phi. Do thị lực kém, cá mũi voi phải tìm kiếm thức ăn và điều hướng môi trường xung quanh bằng cách tạo ra một điện trường qua đuôi, mà cơ thể chúng vẫn không hề bị ảnh hưởng của dòng điện này. Sau đó, cá sẽ cảm nhận được mọi sự thay đổi xung quanh với chiếc cằm thon dài. Cơ quan này nhạy cảm đến nỗi cá mũi voi có thể biết được sự khác biệt giữa những con rệp sống và chết được chôn sâu 2cm dưới đáy biển. Thú mỏ vịt. Bí ẩn về cách thú mỏ vịt bắt mồi vào ban đêm với mắt, tai và lỗ mũi đều đóng từng làm đau đầu các nhà khoa học trong nhiều năm. Sau đó, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, không giống như bất kỳ loài vật có vú khác, thú mỏ vịt sử dụng các sung điện phát ra bởi con mồi để có được bữa ăn. Mỏ của thú mỏ vịt chứa gần 40.000 cảm biến điện giúp khoanh vùng con mồi. Trong khi đó, cơ thể của thú mỏ vịt lại tự có khả năng cách điện để không bị ảnh hưởng từ các cảm biến điện. Vì vậy, khi các loài thú mỏ vịt dùng mũi đào xuống dưới cùng của dòng nước, bộ phận tích điện dò ra từ những dòng điện nhỏ xíu này cho phép chúng tìm ra con mồi sống từ vật thể vô tri vô giác mà chính cơ thể chúng lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng của dòng điện này. Cá đuối. Một số cá đuối ngoài việc có thể phát hiện các điện trường có thể sản xuất điện, điện áp cá đuối tạo ra thay đổi theo kích thước của chúng. Cá đuối nhỏ tạo ra ít hơn 10V và những cá thể lớn hơn có khả năng tạo ra đến 220V. Khi cá đuối bị đe dọa bởi một động vật săn mồi, chính là lúc chúng phóng điện ra mà cơ thể chúng vẫn không hề bị ảnh hưởng của nguồn điện. Dường như khi đó cơ thể của loài con cá này hoàn toàn được cách điện, cá đuối điện cũng có thể sử dụng độ nhạy về điện để phát hiện động vật săn mồi, tìm ra bạn tình và giao tiếp với nhau. Ong bắp cày phương Đông. Không giống như hầu hết các loại, ong bắp cày thường tránh hoạt động trong thời điểm nóng nhất trong ngày. Ong bắp cày phương Đông, một loài động vật kỳ lạ, hoạt động năng suất nhất khi mặt trời lên cao nhất để chuyển hóa ánh sáng mặt trời thành điện năng. Tuy chưa chắc chắn nhưng một số nghiên cứu cho thấy, điện có thể giúp loài côn trùng này tạo ra enzyme hỗ trợ quá trình trao đổi chất mà không ảnh hưởng đến cơ thể loài động vật này. Ngoài ra, điện có thể làm tăng trưởng lượng cơ bắp ở cánh của chúng. Chiếu ánh sáng tia cực tím lên ong bắp cày bị gây mê làm cho chúng tỉnh dậy nhanh hơn và có thể ngay lập tức bay đi, như thể việc làm đó sạc pin cho chúng vậy. Các bạn vừa xem video về 5 loài động vật có khả năng phát điện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng video đã giúp các bạn có những khám phá mới mẻ. Nếu thấy video hay, nhớ like và để lại phản hồi của bạn về video. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.